do Cộng sản Việt Nam đã đầu độc và nhồi sọ cho thế hệ con em của chúng ta suốt 42 năm qua. Kính thưa quý vị, Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam rất muốn được hình thành và trình diễn trước đồng bào năm 2018 này. Theo lời của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên và một số vị trong hội đồng, trong ban vận động, quý vị trong hội đồng có đề nghị với chúng tôi làm thế nào để có một giải pháp chính trị cho Việt Nam. Tôi có xin thưa với quý vị trong hội đồng ban vận động hình thành Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, muốn có giải pháp chính trị tại Việt Nam là phải có một cuộc vận động quốc tế. Kính thưa quý vị, quốc tế ở đây không phải là chỉ có nước Mỹ, chỉ có ông Donald Trump là đủ, mà quốc tế ở đây đòi hỏi có rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi vì ngay từ bây giờ, nếu chúng ta muốn tìm một giải pháp chính trị cho Việt Nam mà chúng ta không vận động quốc tế thì chắc chắn Liên Hiệp Quốc và chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ không bao giờ yểm trợ cho chúng ta. Vậy thì hình thành Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam để làm gì thưa quý vị? Từ những yêu cầu đó, tôi nhận thấy rất là cần thiết để mời cho bằng được những vị cựu tổng thống, thủ tướng, công chúa, tổng bộ trưởng về đến đây. Những con người bằng xương bằng thịt, họ có những vị cựu tổng thống, cựu thủ tướng đồng viện của họ trong quá khứ. Và những con người này mới có điều kiện để tham gia và yểm trợ trong Ủy ban Quốc tế yểm trợ của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Bởi vì không có một vị nguyên thủ quốc gia nào hiện tại đang tại chức lại đi tham gia với một tổ chức đấu tranh thay đổi một cái chế độ mà họ đang ban giao. Chuyện đó không bao giờ có để xảy ra. Bởi vì quyền lợi về ngoại giao, về mọi mặt, bắt buộc họ phải quan hệ với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng ta không đi tìm những cái ảo vọng đó. Thế thì những người mà hiện giờ đang có mặt ở đây là bằng xương bằng thịt, họ là những người được dân cử muốn trở thành một vị phó tổng thống như bà nữ tổng thống đang ngồi đây. Bà ta đã từng là phó tổng thống của nước Ecuador, và sau cái nhiệm kỳ phó tổng thống bà đã trở thành là một tổng thống của Ecuador. Không phải là chuyện dễ thưa quý vị. Toàn dân đã bầu chọn cho bà. Tiếng nói của bà có giá trị trên chính trường quốc tế, và đặc biệt nhất là ở tại Liên Hiệp Quốc. Và thưa quý vị, tối hôm nay có bà công chúa Maria Moore. Bà là tổng trưởng bộ ngoại giao của quần đảo Solo. Bà đã đi quan hệ khắp nơi trên thế giới. Bà đã gặp hàng năm 30 vị nguyên thủ quốc gia cấp tổng thống và thủ tướng. Chúng tôi biết rất là rõ và gần gũi với họ. Bà đã vừa nói chuyện vào một buổi nói chuyện tại Ấn Độ ở New Delhi, có trên 1 triệu người nghe. I'm talking about the Princess Maria Moore. She just came from the India. She speaks in the 1.5 million people listener. She just landed a couple of days ago. I'm right or wrong? Tôi muốn nói tiếng Anh để bà ta xác nhận cho quý vị thấy rằng có những con người, có những diễn giả mà đứng trước diễn đàn quốc tế, hàng triệu người đứng nghe buổi nói chuyện, thủ tướng của Ấn Độ mời bà về đó. Một diễn giả nói chuyện rất là hùng biện. Và bà ta mới vừa rời khỏi Dubai, gặp những ông vua dầu mỏ. Bà ta đã gặp những vị ở Africa, ở Ghana, ở Sierra Leone, ở Kenya, ở DR Congo. Thưa quý vị, bà ta đã gặp những vị nguyên thủ quốc gia, và bà ta đã vừa đưa những ông vua ở bên Africa về tại Liên Hiệp Quốc và trao những phần thưởng, những giải thưởng danh dự cho những vị vua và tổng thống và thủ tướng của họ tại Liên Hiệp Quốc. I'm talking about the Princess Maria Moore. She just came from New York. She organized in the GOD Award. She contribution and delivery in the GOD Award in United Nations. To the president, king of the country in Africa. I'm right or wrong?
Kính thưa quý vị, đặc biệt là tối hôm nay, ông cựu thủ tướng ở Nepal đến đây, và tối hôm qua đã thăm tình ở tại nhà hàng Moonlight, và tối hôm nay trước cộng đồng tị nạn chính trị của chúng ta ở đây, ông ta muốn nói vài điều. Đó là những lời cảm ơn nhân dịp ngày lễ tạ ơn này. Tạ ơn cái gì thưa quý vị? Cảm ơn ai? Cảm ơn những vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại và cộng đồng của chúng ta đã đến Nepal năm 2015 trong trận động đất rất là nặng nề, đưa đến 9.000 người bị tử nạn và 20.000 người bị thương vong. Ông đến đây cảm tạ đồng bào của chúng ta, cảm tạ những vị lãnh đạo tinh thần của chúng ta trong những lúc mà đau khổ nhất dân tộc của ông và đất nước của ông gặp phải tai nạn thiên tai, thì lại có những con người tị nạn cộng sản ở thủ đô này còn quan tâm, còn nghĩ đến quê hương của ông. Nửa vòng trái đất vượt đại dương về đến nơi để thăm hỏi, tặng quà, tặng tiền và chăm sóc cho dân tộc của ông. Kính thưa quý vị, đó là những con người bằng xương bằng thịt tối hôm nay đến đây để gặp quý vị. Và thưa với quý vị, những con người này sẽ hứa hẹn với Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam là sẽ yểm trợ, sẽ đứng trong Ủy ban Quốc tế yểm trợ, và tháng Giêng năm 2018 này họ sẽ có những chuyến công du đi về Mễ Tây Cơ, đi về bên Âu Châu, đi về bên Africa, đi về bên Á Châu để vận động cho chúng ta, cho Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Và chắc chắn rằng trong năm 2018, khi Hội đồng Liên hiệp Quốc dân Việt Nam ra đời, trình diễn trước đồng bào, thì ủy ban này sẽ có nhiều vị nguyên thủ quốc gia, chứ không phải chỉ có 3 người, 4 người như trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là lý do tôi lên đây xin thưa với toàn thể đồng bào, thưa với Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, thưa với ban vận động và quý vị lãnh đạo tinh thần, những gì chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẵn sàng cống hiến cho một cái tổ chức mà chúng tôi nhận thấy rất là cần thiết. Để làm gì thưa quý vị? Bởi vì chúng tôi thiết nghĩ chúng ta phải có một cái hội đồng quốc dân. Hội đồng quốc dân này là thay mặt cho toàn dân trong và ngoài nước, để chúng ta đặt vấn đề với Liên Hiệp Quốc, để chúng ta đặt vấn đề với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là phải từ bỏ cái chế độ này và thay đổi cái chế độ này, và bằng mọi giá phải thay đổi, không còn chế độ cộng sản. Nếu như cộng sản tiếp tục ngoan cố thì Hội đồng Quốc dân Việt Nam phải có một con đường đấu tranh quyết liệt đối với cái chế độ này trong tương lai. Kính thưa quý vị, việc làm này là việc làm đội đá vá trời. Việc làm này là việc làm nối tiếp cho 42 năm qua mà chúng ta chưa thành công. Cộng sản Việt Nam vẫn còn đó, quốc tế vẫn còn tiếp tục. Trong cái hội nghị IPAC vừa rồi, chúng ta phải có một giải pháp chính trị. Đó là lý do mà chúng tôi lên đây để xin thưa mở đầu trong chương trình tối hôm nay. Và cuối cùng, chúng tôi cầu mong quý vị phổ biến cho cái vấn đề này, cho việc làm của chúng tôi, đồng thời với việc làm của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, tham gia cùng đứng dậy với toàn dân trong và ngoài nước để chúng ta cứu nước và xây dựng đất nước của chúng ta. Thành thật cảm ơn toàn thể quý vị. Ladies and gentlemen, I would like to let Mr. Ngư, he will summarize what I'm talking about the Vietnamese community. I send my message to our international community. I already introduced the Excellency Princess Maria Moore, Nepal and Prime Minister, and Ecuador the President, and also an university present tonight. Thank you so much. God bless you. Bye-bye. Ladies and gentlemen, I'm going to take this opportunity to do a very brief summary of Mr. Nguyen Hu Chan's speech.
The reason he come up on the stage is just representing the American Heritage College and also acting as a member of Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. He also want to express his concern and strategy on mobilize the international support in helping the nationalist coalition in achieve the goal of promoting betterment for people of Vietnam. He believed that none of the leader of countries around the world that an active role of leader will be involved with or any political activity that will jeopardize their relationship, international relationship. But he believed that with the reputation, the connection, and the power in government and political of the former politician and national leader for very assemble, very good assemble tonight, like the honorable former president of Republic of Ecuador, the prime minister from former prime minister of Nepal, and many other leader that will be able to help the betterment of Vietnam without conflict or jeopardize the international political relationship of the nation because of the of what the conflict of the international political relationship I just emphasized before. Thank you. I hope that I can capture that. Kính thưa quý vị, sau phần lời tuyên bố lý do buổi lễ hôm nay, chúng tôi rất là hân hoan để giới thiệu sự tham dự của tất cả quý quan khách đã dành thời giờ quý báu của một đêm chủ nhật đến dự với Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, cũng như đưa những cái tâm huyết của mình về lại quê hương. Đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến danh sách hôm nay là do sự đưa của ban ghi danh theo thứ tự. Vì thế chúng tôi xin muốn giới thiệu theo thứ tự từ quý vị ghi danh đầu tiên là Đại tá Lê Bá Khiếu, nhân sĩ Nam California, là cựu tỉnh trưởng Quảng Ngãi. Chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị sự tham dự của ông bà Bùi Phát, phó thị trưởng thành phố Garden Grove, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam California. Ông Đinh Quang Trực, chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam California. Chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Trạng, cựu chủ tịch cộng đồng Nam California. Ông Hồ Anh Tuấn, cựu chủ tịch Ủy ban bảo vệ chính nghĩa quốc gia Nam California. Đại tá Nguyễn Văn Sĩ, tỉnh trưởng tỉnh Bình Tuy. Luật sư Đinh Thạch Bích. Chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của vị các vị đại diện tôn giáo, có mục sư David Huỳnh và ca sĩ Tuyết Minh trong ban nhạc Tình Yêu Vô Biên Giới, sư cô Tuệ Từ, ni sư Minh Triết chùa Khánh Hỷ. Chúng tôi thấy nhận thấy có sự tham dự đặc biệt của Thiếu tướng Lê Văn Tư, ông Nguyễn Tấn Lạc là cựu chủ tịch cộng đồng Nam California. Về truyền thông báo chí, chúng tôi thấy có sự ghi danh của ký giả Thanh Huy, đại diện của Việt Báo, ký giả Raymond Arlington, phóng viên về báo chí. Chúng tôi cũng thấy sự thiện diện của Hội Từ Thiện Nguyện Hiến Dân Trái Tim Cho Đời do Hoa hậu thân thiện Á Mỹ năm 2007 là bà Angela Nga Huỳnh Garrett. Và đặc biệt chúng tôi cũng thấy sự hiện diện của các vị đại diện của trường đại học International American University. Xin mời anh Nguyễn Đại Ngữ giới thiệu các thành viên của trường đại học International và các vị tân tiến sĩ của trường đại học này. Thank you. I would like to take this opportunity to introduce our special special guest tonight. First of all, I would like to introduce the Dr. Richard Goyer, president of International American University. Please stand. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kế đến, tôi xin được, I would like to introduce Dr. Ryan Don and Madame Ryan Don from the Director of International American University. Please stand.
Next, I would like to introduce very special guest from way long distance, honorable former president, former vice president of the Republic of Ecuador, Dr. Rosella. Please stand. Next, I would like to introduce another guest from a way long distance, Dr. Kira Rahmi, from the former Prime Minister of Republic of Nepal. Please stand. Finally, I would like to introduce a very close friend of my personal close friend. I'm very admired for all many years of working together, Princess Maria Montores, Foreign Minister of the Julu Island, Kingdom of Julu. I also want to take this opportunity to introduce Mr. Phat Bui and Madam Phat Bui, Vice Mayor of City of Garden Grove, Bristol. And last but not least, many community and activists right now attending the event right now tonight, and I will continue on to introduce as I receive the information. I would like to introduce one very close friend of mine also, Dr. Van Tran, president of Veritech Incorporation, to come from Minnesota. Please stand. I want to introduce Mr. Tom Laporte, president CEO of Star Enterprise Group, Incorporation. Please stand. Chúng ta xin mời tất cả quý vị cho cùng một tràng pháo tay để đón chào tất cả quý quan khách cùng chúng ta đã đến dự hôm nay để mà bắt đầu cho buổi lễ bắt đầu. Và để mở đầu, chúng con kính mời Hòa Thượng Thích Minh Tuyên để có lời chia. The most vulnerable Hòa Thượng Thích Minh Tuyên come on up on the stage, I also would like to introduce a very a good friend of Vietnamese community, Mr. Hector Siranan, please stand. Và sau đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, vị chủ đầu sáng lập của Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, sẽ có lời chủ trương tuyên bố cũng như đưa những cái Ngài sẽ trình bày cái tâm huyết của Ngài trong cái hoàn cảnh đất nước như thế nào mà chúng ta cần phải có cái Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam ra đời ngày hôm nay. Xin mời Hòa Thượng. The next speaker is the most vulnerable Hòa Thượng Thích Minh Tuyên. He would like to take a moment to present his concern, his passion about the plan for betterment of Vietnamese, for Vietnamese people and the country. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tiến sĩ Lê Phước Sang, Hội trưởng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Kính thưa các vị thượng khách đến từ các quốc gia về ủng hộ cho Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân từ mấy ngày qua. Kính thưa quý vị thượng khách, lãnh đạo các chính đảng, cộng đồng, đoàn thể, tổ chức, các vị nhân sĩ. Kính thưa ông bà Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng miền Nam Cali, nghị viên, Phó Trị trưởng thành phố Garden Grove, toàn thể đồng hương và đồng bào thân mến. Với vai trò
là một trong những vị tiên khởi cùng với tiến sĩ Lê Phước Sang, quý vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị lãnh đạo chính đảng, trong đó có ông chủ tịch của Liên minh Dân tộc, ông tổng bí thư của Đảng Dân tộc và các vị chủ tịch, tổng bí thư của nhiều chính đảng của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Nhận thấy ba điều. Điều thứ nhất, dân tộc của chúng ta đã trải qua từ năm 45 rồi kéo dài cho đến năm 54 một cuộc chiến tranh khốc liệt. Và thay vì trong cuộc tranh đấu để giành độc lập đó, các đảng phái người Việt quốc gia nắm được vận mệnh của dân tộc thì lại vì một lý do phân hóa nghiệt ngã mà để mất cái cơ hội làm lịch sử. Tuy nhiên, từ năm 54 cho đến năm 75, chúng ta vẫn còn có cơ hội giữ được phân nửa nước, đang cố gắng xây dựng một miền Nam tự do, dân chủ, phú cường và đương đầu lại với làn sóng đỏ, thì lại một phen nữa vì những lý do quốc tế cộng thêm những tình trạng phân hóa nội tại khiến cho mình phải mất trắng, rồi trở thành người bị lưu đày, phải tị nạn, tìm đất dung thân nơi Hoa Kỳ, rồi các quốc gia bên Âu Châu, Úc Châu, Canada và nhiều miền đất trên thế giới. Rồi ròng rã suốt 42 năm từ năm 75 cho đến nay, thì thay vì trong cái hoàn cảnh ly hương, mất nước, tang thương và nghiệt ngã đó, chúng ta ý thức được sự tồn vong của chính mình, ý thức được sự tồn vong của đất nước, mà đoàn kết cùng nhau, hiệp lực cùng nhau để cứu nguy cho dân tộc, cứu nguy cho đất nước, thì như là một cái định mệnh nghiệt ngã mà mình bị một cái lá bùa nghìn năm nó án đi cái sinh mệnh, phân hóa, chia rẽ tiếp tục ngày càng trầm trọng hơn. Thì thưa quý ngài và liệt quý vị, không chỉ riêng các bậc lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cao trọng, không phải chỉ riêng các bậc trưởng thượng đầy trí tuệ, đầy kinh nghiệm và đã từng đổ ra xương máu cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước mình biết rõ, mà ngay đến một em bé 5 tuổi, 7 tuổi cũng rồi nửa thế kỷ rồi, trên đầu môi chót lưỡi tất cả chúng ta cũng đều nói đoàn kết thì sống mà chia rẽ thì chết. Ấy thế mà nói thì nói như vậy, nói lên cái chân lý nghìn đời của tổ tiên để lại, nói lên cái chân lý tồn vong không phải chỉ của một dân tộc, mà nó là cái định luật sinh tồn của tất cả nhân sinh trên hoàng phủ này. Thật là minh triết và thật là đúng đắn. Nhưng than ôi, trong đời sống và trong hành hoạt thì lại cực kỳ là phân hóa, cực kỳ là chia rẽ, sẵn sàng chà đạp nhau, sẵn sàng bươi móc và sẵn sàng quý diệt nhau. Do như vậy nên
đã trải qua 42 năm lưu lạc làm thân phận lưu đài ở các quốc gia trên thế giới mà vẫn chưa có thể làm được một cuộc tập hợp để kết hợp được lực lượng của người Việt quốc gia hải ngoại, kết hợp được lực lượng của người Việt quốc gia trong nước, và để vận động được sự yểm trợ của quốc tế cho công cuộc giải trừ cái sự khổ nguy của dân tộc. Ý thức được điều đó, chúng tôi trong tư cách là một người tu hành, năm nay 70 tuổi và ở trong chùa 56 năm, bằng thiền quán, bằng sự chiêm nghiệm, cảm nhận được cái quyền năng và cái cơ trời, thì nay là đến lúc mà các đấng thiêng liêng tối cao bề trên, Đức Thượng Đế, Đức Chí Tôn, Đức Phật Tổ ban hồng ân để cho dân tộc chúng ta có cái cơ may mà thoát khỏi cái hoàn cảnh nghiệt ngã đang bị đọa đày bởi chế độ bảo tàng cộng sản bây giờ. Và chúng tôi cũng nhận thấy quốc tổ Hùng Vương, quốc mẫu Âu Cơ cùng các bậc quốc vương và các bậc đại anh hùng dân tộc cũng đau thương khổ sở và không thể nào còn chịu đựng nổi mà khi nhìn thấy cái hậu duệ của mình lại tiếp tục phân hóa phân ly mà làm cho đau thương tổ quốc, đau thương mẹ Việt Nam. Quý ngài đã ban cho hồng ân và tạo nhiều cơ hội để hậu duệ, để con dân của dòng giống Đại Việt kiêu hùng này phải đồng tâm hiệp lực với nhau để chuyển vận bánh xe lịch sử, giải trừ chế độ cộng sản, xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường, ngang tầm văn minh và hạnh phúc cho toàn dân bằng với các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng đã quá đủ rồi, đã quá sức chịu đựng rồi, một giọt nước đã tràn ly rồi, tức nước đã vỡ bờ rồi. 90 triệu đồng bào của chúng ta ở trong nước, từ nam phụ lão ấu, từ bần phú sang hèn, từ mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội cũng đều không thế nào còn có thể chịu đựng nổi, không thế nào còn có thể chấp nhận được cái sự cai trị độc tài, độc đảng, hà khắc, bất nhân mà cực kỳ là vô minh của Đảng Cộng sản đương quyền. Chỉ cần có một giọt nước nữa thôi, chỉ cần có một que diêm là chúng ta có thể khởi động được đại cuộc. Cơ trời đã mở ra, lòng người đã quyết định, cái vận nước phải được đổi thay. Do như vậy nên ban vận động để liên kết liên hợp các tổ chức tôn giáo, vận động để tạo sự đoàn kết rộng lớn các chính đảng, vận động để tạo sự liên kết đoàn kết giữa các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, năm châu và bốn biển, vận động để tạo sự đoàn kết liên kết tất cả các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức từ địa phương cho đến quốc gia và quốc tế, vận động kêu gọi
sự hiệp nhất, sự hiệp thông, đoàn kết gắn bó cùng nhau của tất cả những bậc nhân sĩ, những bậc quốc sĩ, những người con của dòng giống Đại Việt anh hùng, của những người mà có ở trong cái tố chất của mình là 4.000 năm văn hóa, là mang trong dòng máu của mình là dòng giống Tiên Rồng, là những người không phải đi tị nạn để tìm miếng cơm manh áo, mà bèn là những chiến sĩ của tự do, những chiến sĩ của hòa bình, những sứ giả của các đấng cứu thế, những người làm những cái trách vụ cực kỳ là đẹp đẽ và cao cả, tìm con đường để cứu nước, tìm con đường để giải phóng cho dân tộc, tìm mọi phương cách để lật đổ chế độ bạo tàn cộng sản mà xây dựng một đất nước Việt Nam văn minh, tự do, dân chủ, phú cường. Không còn chờ đợi lúc nào nữa, để trễ đi một phút là trải đi ngàn năm, chậm đi một bước là có lỗi vô cùng với tổ tiên, có lỗi vô cùng với tiền nhân, và trở thành kẻ tội đồ của Đức Thượng Đế, của Đức Chí Tôn, của Như Lai Phật Tổ. Nên Hội đồng Liên Hiệp Quốc Dân phải được hình thành và ban vận động để liên kết liên hợp và hình thành Liên Hiệp Hội đồng Quốc Dân ròng rã trong suốt 12 tháng qua, ngày đêm tận tụy bằng tất cả tâm huyết, tất cả chí nguyện, tất cả sức lực, toàn tâm, toàn nguyện và toàn thi hy hiến cho cái công cuộc vận động này. Thưa liệt quý vị, tôi xin tóm lại chỉ 3 điều thôi. Điều thứ nhất, mục đích của Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam là nhằm giải thể chế độ độc tài tàn bạo cộng sản mà xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường. Để thực hiện được điều đó, Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam kêu gọi nỗ lực bằng tất cả phương tiện để tạo sự đoàn kết, liên kết tất cả đoàn thể của cộng đồng người Việt năm châu bốn biển, và tạo sự yểm trợ của các lực lượng, các hội đoàn quốc tế để yểm trợ cho công cuộc này. Mà hôm nay quý vị cũng nhìn thấy các vị thượng khách của chúng ta là cựu tổng thống Ecuador, là cựu thủ tướng Nepal, là công chúa Princess, và những vị thượng khách đến từ nhiều nơi trong tương lai đây sẽ là những thành phần tích cực trong hội đồng quốc tế yểm trợ cho Hội đồng Quốc dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cực kỳ vĩ đại và gian khổ này. Điều cuối cùng, ngày hôm nay chúng tôi xin nhân cơ hội thiêng liêng và trọng đại này, xin được kêu gọi tất cả những vị có mặt ngày hôm nay xin đừng chần chờ gì nữa, mà hãy tìm đến cùng nhau, tìm đến với chúng tôi. Quý vị có thể hỏi ai là người lãnh đạo cái hội đồng này? Chúng tôi xin được trả lời, chính quý vị là những người lãnh đạo. Quý vị có sẽ hỏi, nhưng mà làm cái gì? Phải làm cái gì? Tôi nói, chính quý vị là những người đầy đủ sự sáng suốt và sự kinh nghiệm, biết mình phải làm cái gì. Rồi quý vị có thể hỏi, nhưng mà làm như thế nào? Nếu mình không gặp gỡ nhau, không cùng về chung sống với nhau, không hội họp cùng nhau,
rồi chỉ một mình hay là một nhóm nhỏ mà nêu lên cái chỗ là hỏi làm cái gì, rồi làm như thế nào, rồi làm sao mà làm được. Thì xin thưa với liệt quý vị, 1.000 năm nữa, 5.000 năm nữa cũng không thể làm gì được. Nên điều kiện khẩn yếu cấp bách và cần thiết ngày hôm nay là chúng ta hãy dẹp bỏ qua mọi tỷ hiềm, chúng ta hãy dẹp bỏ qua mọi dị biệt, chúng ta hãy dẹp bỏ qua tất cả mọi nghi kỵ, mà ý thức được rằng mình là một chiến sĩ của dân chủ, mình là một chiến sĩ của tự do, mình quyết xây dựng lại một đất nước Việt Nam cho được tự do, dân chủ, phú cường. Muốn được như vậy thì ngàn người, triệu người, tay trong tay, lòng trong lòng, hãy đến cùng nhau, hãy truyền hơi ấm cho nhau, hãy thắp lên một ngọn nến, rồi thắp lên ngàn ngọn nến. Tất cả những giải pháp chính trị, tất cả những phương tiện kinh tế, tài chính, tất cả những điều kiện có và đủ, khi mà chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng nhau tạo thành một cái lực lượng lớn thì lúc đó cái gì cũng có. Nếu không đoàn kết, Đức Thượng Đế, Đức Chí Tôn, Đức Phật Tổ không thể nào ban ơn. Và một phen đoàn kết cùng nhau hình thành được một liên hiệp hội đồng quốc dân có đủ tầm vóc quốc gia và tầm vóc quốc tế, thì lúc đó Đức Chí Tôn, Đức Thượng Đế và Đức Như Lai Phật Tổ sẽ ban ơn cho trùng trùng điệp điệp. Thành công hay không, không phải chỉ ở nơi trời, mà thành công hay không là ở nơi người. Và thành công hay không là ngay hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng trọng đại này, và trong những giờ phút sắp tới, tất cả mọi người chúng ta, từ nam phụ lão ấu, bần phú sang hèn, ở mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội, đều phải có trách nhiệm. Trách nhiệm đó, câu hỏi đó, chúng tôi xin được trang trọng kính gửi đến tất cả liệt quý vị. Và xin quý vị hãy bằng tất cả sự khôn ngoan của trí tuệ, sự công chính của lương tâm và sự vĩ đại của một người Việt Nam có 4.000 năm văn hiến, hỏi và trả lời. Xin kính cẩn, kính chào tất cả liệt quý vị và kính trọng ơn quý vị đã lắng nghe những lời tâm quyết, mục đích, chủ trương, đường lối và cái phương pháp hành động của Ban Vận động Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Cảm ơn và kính chào toàn thể liệt quý vị. Ladies and gentlemen, the speech by Most Venerable Hòa Thượng Thích Minh Tuyến would address to Vietnamese community, especially to Vietnamese community only, so I am asking for permission not to translate it. Thank you very much. Xin mời anh Võ Đức Văn tiếp tục ạ. Quý vị cũng biết, trong lịch sử đấu tranh Việt Nam, sự xuất hiện của các vị tăng sĩ không phải là một sự hiếm hoi gì. Ở thời nhà Lý, chúng ta đã biết tất cả các vị tăng sư đã khởi áo để mà đấu dấn đống cho công cuộc chống ngoại xâm. Phật giáo là một cái gắn liền với cái văn hóa Việt Nam. Thành thử ở đây chúng tôi không nghĩ rằng chỉ là vấn đề thầy đại diện cho Phật giáo để kêu gọi sự đấu tranh, mà ở đây Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam chỉ muốn đưa ra một cái hình bóng cho các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo đứng ra trong cái công cuộc kêu gọi toàn dân đoàn kết để chống lại ngoại xâm. Và đó là lý do chủ trương của Liên Hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam đưa ra, để tìm một sự tập hợp, một tiếng nói chung, một hành động cần có đủ để chúng ta đánh đuổi được ngoại xâm, cứu lại đất nước.
Và phần kế tiếp chúng tôi hân hạnh mời ông Phó Thị trưởng thành phố Galandro, ông Phát Bùi, có đôi lời cảm tưởng đến Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Xin mời anh đại ngữ. The next speaker will be Mr. Phát Bùi, Mayor of City of Garden Grove. We would like to ask for your observation and opinion about Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Thank you. Distinguished guest, the Princess Moraes from the Kingdom of Guru, the former Prime Minister from Nepal and former President from Ecuador, distinguished guests, human rights activists and fighters, freedom fighters. Today I am standing at the Theology University and next to our city of Garden Grove, City Hall of Garden Grove. I would like to welcome you all to this beautiful city. Many of you have come from half a world away to stand with us and to pledge fighting for human rights and for freedom, freedom for Vietnam. It shows that you are very determined, and it shows your passion to stand with us and fight with us. Fighting communism, fighting dictatorship, and fighting for freedom and human rights must always carry on until there are truly freedom everywhere. And we need to remain steadfast, resilience in fighting, and we need to fight all the times by all the means. And so tonight, I wish all of you success, and please be steadfast and fight for us. Thank you very much. Kính thưa quý vị, kế tiếp là một cái chương trình rất đặc biệt dành cho trường đại học quốc tế America, International American University. Và trong cái giai đoạn chuẩn bị đó, tôi xin mời anh Võ Đức Văn có thể giới thiệu cái ban thành lập và vận động của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là quý vị đã nghe cái tâm huyết về chủ trương, về đường lối, về lý do tại sao những cái vấn đề mà trăn trở chúng ta phải cần phải có một cái Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam ra đời trong cái hoàn cảnh chính trị hiện thời. Thì để mà đáp ứng được cái lời tâm huyết đó, chúng tôi một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị sự đóng góp tâm huyết của tất cả công dân Việt Nam trên toàn thế giới về đây dự Đại hội Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Và chúng tôi xin hân hạnh để giới thiệu từng đại biểu đại diện là những thành viên trong ban vận động Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam tối hôm nay. Chúng tôi đầu tiên giới thiệu đến quý vị vị sáng lập ra Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, Hòa thượng Thích Minh Tuyên, xin mời ngài đứng dậy, là Phó Pháp chủ Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Phật giáo Tăng già Khắc sĩ Thế giới. Trong lúc giới thiệu như vậy, chúng tôi cũng muốn nhân cái cơ hội này để mời tất cả quý đại biểu lên sân khấu để chúng ta cùng trình diện, ra mắt với đồng bào, đồng hương xa gần khắp nơi, thấy được những hình ảnh của những người có tâm huyết, những chiến sĩ còn trăn trở với đất nước, với quê hương. Kính mời Hòa Thượng tiến lên sân khấu đầu tiên nhất. Chúng tôi muốn hân hạnh giới thiệu Ngài Tiến sĩ Lê Phước Sang, Hội trưởng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu ông Trần Quang Linh, Chánh trị sự Cao Đài. Xin mời Mục sư Nathan Lê, là một thành viên Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam trong Hội truyền giáo thế giới Global Mission. Ông đại biểu nhân sĩ, cụ đại biểu nhân sĩ Hoàng Văn Minh về từ Maryland. Kính mời cụ Hoàng Văn Minh.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu những vị trưởng lão của cái Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam và sau đó là tất cả những thành viên cốt cán, những thành viên năng động, trẻ trung và những thành viên chiến đấu của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam sẽ đứng lên tại chỗ và để cho đồng hương chúng ta biết dung nhan cũng như trình diện trước đồng hương đồng bào toàn thể xa gần khắp nơi cũng như trên toàn thế giới. Xin các anh lo về vấn đề livestream hướng về tất cả những vị đó. Kế đến chúng tôi muốn giới thiệu là tiến sĩ Hà Thế Duyệt, phó đại diện phó tổng bí thư Đảng Dân tộc Việt Nam, là thành viên Liên hiệp Hội đồng Quốc gia Việt Nam. Kính mời tiến sĩ Hà Thế Duyệt về khán đài. Đại biểu thiếu tướng Lê Văn Tư, cựu tư lệnh sư đoàn 25 quân lực Việt Nam Cộng hòa, kính mời thiếu tướng Lê Văn Tư. Chúng tôi cũng nhận thấy có đại biểu cựu dân biểu Việt Nam Cộng hòa, ông Dương Minh Quang từ Texas. Chúng tôi nhận thấy có sự tham dự của đại biểu Đại tá Nguyễn Văn Sĩ, cựu tỉnh trưởng kinh tỉnh Bình Tuy. Và sau đây là lực lượng các có thể nói là những chiến sĩ hành động đặc biệt của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, đại diện tất cả các tỉnh thành tại Hoa Kỳ cũng như tất cả các tiểu bang xa gần và các quốc tế. Tất cả những vị này chúng tôi xin mời tất cả quý vị đứng tại chỗ để cùng đứng lên để đồng hương đồng bào xa gần khắp nơi biết được những người chiến sĩ tương lai của chúng ta. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu Đại tá Lê Thương, chỉ huy trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, đại biểu Trần Văn Vui, phó tổng bí thư Việt Nam Dân chủ xã hội đảng, đại biểu Nguyễn Bính Khiêm, tổng thư ký mặt trận giành lại quyền tự chủ và phái đoàn từ San Jose, đại biểu Nguyễn Thành Trạng, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam Nam California, đại biểu Hồ Anh Tuấn là nhà hoạt động cộng đồng tại Nam California, đại biểu Nguyễn Tấn Lạc, nhà hoạt động cộng đồng tại Nam California, đại biểu tại California gồm có ông Trương Ngọc Thu, Hà Viên, Nguyễn Đại Ngữ, Trần Thanh Cát, Bùi Quang Thơ, Nguyễn Hồ và Nguyễn Hồng Lĩnh. Chúng ta thấy được có đại biểu thiếu tá Lê Nguyễn Thuyền Triền, cựu quận trưởng Phong Thuận tỉnh Cần Thơ, đại biểu cá nhân Võ Đức Văn là đại diện cho diễn đàn Việt Forum. Đại biểu Phạm Lưu Đạt, đại diện cho Liên minh Cán chính Hậu vệ Việt Nam Cộng hòa. Đại biểu Võ sư Trần Phước Thiện, đại diện cho lực lượng đấu tranh từ Đức Quốc. Đại biểu Hồ Quang Chính từ Đông Âu. Đại biểu Nguyễn Khánh Long từ Thụy Sĩ. Đại biểu Lâm Khoan từ Ý Đề Lợi. Đại biểu Vũ Thông Hải từ Úc Đại Lợi. Đại biểu nhà báo Hàn Kim Quang từ Canada. Đại biểu Nguyễn An Hiệp từ San Jose. Đại biểu Cao Minh Thông từ San Francisco. Đại biểu Đỗ Thành Trung và phái đoàn từ Washington State. Đại biểu La Thành Nguyên về từ Oregon. Đại biểu Nguyễn Thế Nhẫn từ Indiana. Đại biểu Võ Nhật Xí từ Illinois. Đại biểu Lê Thị Thắm từ Nebraska. Đại biểu Nguyễn Văn Nam từ Ohio. Đại biểu Huỳnh Văn Thới và phái đoàn từ Kansas. Đại biểu Lê Quang Tồn từ Missouri. Đại biểu Phan Thành Lương và phái đoàn từ Florida. Đại biểu Châu Chương từ New York. Đại biểu Kim Phượng và phái đoàn từ New Jersey. Đại biểu Tony Nguyễn và phái đoàn từ Utah. Đại biểu Nguyễn Thế Phong từ Pennsylvania. Đại biểu Lương Phước Thành và phái đoàn ở Nam California. Chúng tôi muốn tất cả quý đồng hương dành một tràng pháo tay đặc biệt cho các chiến sĩ của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Vừa rồi là giới thiệu thành phần ban vận động Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam đã xong. Kính mời quý thầy, quý cụ về lại. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, như là tôi vừa trình bày trước khi anh Võ Đức Văn công bố danh sách của các đại biểu của Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam, chương trình kế đến có tính rất đặc biệt dành cho
International American University. Đó là một cái cơ sở giáo dục rất là quan trọng để dành cho vấn đề quốc tế vận trong và vấn đề giáo dục trong tương lai, và là một cái hỗ trợ rất quan trọng về một cái mặt chính trị cũng như giáo dục cho Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được mời những vị khách sau đây. Ladies and gentlemen, I would like to ask Dr. Richard Geyer, President of International University, American University, come up on the stage, please. I also would like to invite the most His Excellency Hugh Remy, a former Prime Minister of Republic of Nepal, come up on the stage, please. I would like to ask Her Excellency Dr. Rosila Artiga, former President of Republic of Ecuador, come up on the stage, please. I would like to ask Princess Maria Moore Torres, Foreign Minister of the Kingdom of Yulu, come up on the stage. I also would like to ask Dr. Tony Nguyen come up on the stage. And last, I would like to ask Dr. Ryan Dawn and Madame Ryan Dawn to come up on the stage, please. Yeah, I will hand over the program to Dr. Ryan Dawn in the ceremony that hand to award the doctorate degree to all the new doctors. There was a formal and official ceremony performed today, early today, in the facility of American Heritage College. By the Faculty of International American University on honor, award the honor doctorate degree to all the new doctor for their achievement in community service and in humanitarian service in their life. And now, please, Dr. Ryan. We would like to present the honorees with the awards by our own Richard Dr. Richard Geyer, our Dean and President and Dean of Academics. First award will go to Dr. Tony Nguyen. Oh, yeah.
The next award will go to Dr. Rosalia Ortega Serrano. The next award will go to Dr. Kiel Raj Regmi. And last but not least, Dr. Maria, Princess Maria Torres. We honor these candidates today with their achievements and their acts towards humanitarian efforts. So thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Ryan. Next, please, I ask all the doctors to stay on the stage. And I also would like to ask each of you to have a very short speech. Regarding the activity or tonight, and also about your doctorate degree that you just received today. First of all, I would like to ask the most. Let me start. Okay. This is just for the IAU. Okay. First of all, I would like to thank the International American University for this really great honor. It's important that we prioritize education because this will depend the future of our next generation. So thank you for honoring us. Yeah, please. First of all, I would like to welcoming us in this event, and I extend my hearty thanks and regards to the International American University conferring to me the doctorate degree in official event and already in this event also. And I am encouraged by this degree to further devotion and development and upliftment of the society and mankind. Thank you. Next, please, the Honorable former President of Republic of Ecuador. Thank you very much. I want to only say thank you to the International American University for this honorary degree, and thank you also to the Vietnamese National Union Council. And only two thoughts for the Vietnamese community here. Let's dream a better world and never give up our principles. Thank you very much. And next, we would like to ask Dr. Tony Nguyen to have a few words. I would like to speak in the Vietnamese because our audience right now is the Vietnamese only. Are you okay, my dear? Thank you. Kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi rất là vinh dự để nhận một cái giải thưởng, một cái bằng tiến sĩ do trường Đại học International American Heritage College University. Mà cái vị viện trưởng này đã thưa với quý vị, chúng tôi xin giới thiệu bằng tiếng Việt Nam để quý vị hiểu cho. Bởi vì trong anh em làm MC nhiều lúc cũng không có diễn tả cho hết ý. Rất rất là đặc biệt. Ông viện trưởng là một người đã tham
tham dự cuộc chiến tranh Việt Nam là một sĩ quan cao cấp trong quân đội của Hoa Kỳ. Mà đặc biệt nhất là trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam và Tết Mậu Thân năm 1968. Căn cứ của ông Richard, ông viện trưởng ở tại Đà Nẵng, đã từng tham dự tham chiến trong những cái mùa hè đỏ lửa, và ở tại Bình Trị Thiên, ở Đông Hà Đồng Hới, ở tại Đà Nẵng, vân vân. Ông hiểu rất nhiều về hoàn cảnh của miền Nam Việt Nam. Ông hiểu rất nhiều về tất cả những người tị nạn cộng sản của chúng ta đang sống ở Hoa Kỳ. Và đặc biệt ông hiểu rất nhiều về những sự thao thức của chúng ta, và nhất là Hòa Thượng Thích Minh. International American University hiện nay có hàng ngàn sinh viên, và trường đại học này cũng đang ưu tư để chuyển đạt tất cả những cái kiến thức của Hoa Kỳ, của trên thế giới này về đến Việt Nam. Mà như quý vị biết là anh Ryan Đoàn là người điều hành trường đại học này là một người Việt Nam. Thân phụ của anh là một sĩ quan của trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh là một người tị nạn cộng sản. Chắc chắn quý vị hiểu cái giá trị và mong ước của trường đại học này đối với cộng đồng của chúng ta như thế nào. Và tôi rất là vinh dự để nhận được cái tấm bằng tiến sĩ này cùng với những vị nguyên thủ quốc gia. Trên cương vị họ đã là từng là đốc tơ, họ là những nhà luật gia, họ là những chánh án của tòa án, họ là phó tổng thống, tổng thống, thưa quý vị, thủ tướng. Không có vinh dự nào như ngày hôm nay. Thưa quý vị, cái tấm bằng này là tấm bằng của mẹ Việt Nam đang nhắc nhở chúng tôi khi bước chân ra khỏi nước nước Việt Nam bằng một con thuyền con đi trở về, đi ra xứ người. Mẹ Việt Nam nói với chúng tôi rằng ngày mà con trở về đó là con phải có một mảnh bằng trong tay. Mảnh bằng đó là tiến sĩ, là thạc sĩ, là kỹ sư. Nhưng mẹ Việt Nam yêu cầu con phải có một tấm bằng yêu nước. Đó là giá trị mà ngày hôm nay chúng tôi rất là vinh dự để cùng với những người bạn là những vị nguyên thủ quốc gia để nhận tấm bằng này. Hy vọng quý vị hiểu cho tâm trạng của chúng tôi. Và thành thật cảm ơn quý vị đến đây đã tham dự trong cái buổi lễ này. Và những lời tâm tình này gửi đến chân thành với cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới. Chúc quý vị thành công và chúc Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam thành công. Thank you, Mr. Dr. Tony Nguyen. I appreciate for that, and please return to your seat and continue and enjoy the program. Thank you. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, International American University họ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng và chặt chẽ về cái qualification của và quá trình hoạt động cũng như là cái devotion của từng cá nhân một trong vấn đề đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng, đóng góp để xây dựng betterment, làm tốt cái xã hội hơn, đấu tranh cho con người. Và đó là những cái tiêu chuẩn mà International American University đã lựa chọn, đã thanh lọc, đã nghiên cứu cái quá trình của từng cá nhân trước khi đồng thuận và chấp nhận để mà cấp một cái bằng honorable doctor degree cho tất cả các doctor vừa rồi quý vị đã thấy. Vừa rồi là phần phát bằng cho tất cả các tân tiến sĩ vừa xong. Trong để mà thay đổi không khí, chúng tôi mời ban nhạc giúp vui trong đôi ba phút trong khi chờ đợi
ban nghi lễ cũng như sắp xếp cho việc thắp nến để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Xin mời ban nhạc đóng góp đôi ba phút để anh em chuẩn bị việc nhạc và thắp nến để cầu nguyện cho chương trình tối hôm nay. Dạ kính thưa quý vị, Xuân Thinh, Lan Hương xin được tiếp nối chương trình bằng một nhạc phẩm rất là, cho đến giờ này mấy năm rồi mà vẫn còn cái độ nóng của bài hát nó vẫn còn. Đây là một bài hát của nhạc sĩ Xuân Điềm phổ qua bài thơ nổi tiếng của cô giáo Trần Thị Lam, phải Trần Thị Lam, dạ vâng. Dạ, với cái tựa đề là Đất nước mình ngộ quá, phải không anh? Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Dân không chịu lớn, 4.000 tuổi mà vẫn còn bu mông, trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không em, những chiếc bánh trưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái mong tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh, biến bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sông khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không em, đứa bé sinh ra đã gánh lấy nợ nần, di sản cha ông có gì cho con cháu, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi mai sẽ về đâu, anh không biết em làm sao biết được. Câu hỏi người trời xanh, người sau người trước, ai trả lời dùng đất nước sẽ về đâu? Rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không em, đứa bé sinh ra đã gánh lấy nợ nần, sẵn cha ông có gì
cho con cháu, đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi mai sẽ về đâu, anh không biết em làm sao biết đường. Câu hỏi giữa trời xanh, người người sau người trước, ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu. Câu hỏi giữa trời xanh, người người sau người trước, ai trả lời dùm đất nước sẽ. Xin gặp tại quý. Cảm ơn ban nhạc và kính mời đoàn nghi lễ rước các di ảnh của các vị lãnh đạo quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như các vị lãnh đạo của nước Việt Nam Cộng Hòa đến về khán đài, và đồng thời mời Hòa Thượng Thích Minh Tuyên dâng lời cầu nguyện dâng lễ tối hôm nay. Trong khi đó, chúng tôi khi đoàn di ảnh rước lên, chúng tôi kính mời tất cả quý đồng hương cùng thắp nến. Và nếu quý vị nào không có nến, chúng ta có thể sử dụng điện thoại như là một cái phương tiện làm nến, bật đèn pin lên thì trong như là một hình thức chúng ta thắp nến, thì tôi hy vọng rằng nến có đủ. Còn nếu quý vị nào không có thì chúng ta xin bật điện thoại lên. Ladies and gentlemen, you see it, that in the ceremony, all the picture of former leader, President of Republic of Vietnam, and also a picture of those who commit suicide, kill themselves the moment that the Republic of Vietnam collapsed. This is a traditional ceremony that I asking you to reserve the heart at the moment for to remember those who give all and take nothing for the country and for the betterment of humanitarian. Chà, chúng con kính thỉnh cầu Hòa Thượng cũng như các vị trưởng lão cùng đứng lề về hướng về bàn thờ để chúng ta cùng dâng hương thắp nén. Kệ nó đi, lòi người ta làm rồi mà sửa gì nữa. Được rồi, người ta đã làm rồi mà sửa gì nữa. Kệ nó, để thải đi, mình có tấm lòng để trong lòng. Thôi thầy, thầy nói đi thầy. Kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng dâng lòng để hướng về bàn thờ Tổ quốc cùng Hòa Thượng Thích Minh Tuyên để chúng ta dâng lời cầu nguyện, dâng phần nghi lễ bắt đầu. Đem lòng thân kính gửi theo đám mây Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng Pháp giới chúng sinh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa biển khổ nguồn mê, chúng quay về bờ giác. Nơi ngày lễ thiêng liêng, liên hiệp hội đồng
dân Việt Nam thành tâm thập nén tâm hương, dâng lên cúng dường các đấng thiêng liêng, chư Phật mười phương đức thượng đế toàn năng đấng chí tôn từ ân, quốc tổ quốc mẫu chư vị quốc vương, chư vị anh hùng dân tộc, kính tưởng niệm các bậc nguyên thủ quốc gia, các bậc tướng lãnh, các vị chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cấp quân dân cán chính và đồng bào tử nạn, những chiến sĩ tự do, trưởng thừa ân đức thiêng liêng của các đấng toàn năng, thủy từ minh chứng đồng gia hộ cho toàn thể con dân Đại Việt khắp năm châu bốn biển cùng trong quốc nội yêu thương đoàn kết một lòng vùng lên thảo gỡ xích xiềng giải thề chế độ cộng sản bảo tàng để xây dựng được một nước Việt Nam độc lập tự do hòa bình và nhân chủ. Kính nguyện các đấng thiêng liêng bề trên ban đại hồng ân cho con dân nước Việt, giá trì cho Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam hoàn thành sứ mạng lịch sử và gia hộ cho tất cả nhân dân trên thế giới được bình an hạnh phúc trong ánh sáng hào quang chân thiện mì. Nam mô thập phương chư Phật, thập phương chư Pháp, thập phương chư Bồ Tát hiền thánh tăng, thủy tư gia hộ. Please take this moment of silence, lit up your candle, and let your heart lit up with that light. Yeah, pray for the well-being of Vietnamese around the world. Pray for the well-being and betterment of the human race, regardless of nation, regardless of border. We can do better for the human race. We can do better for humanity. And it starts from this moment, it starts from this candle, it starts from this moment that you let your heart glow with these candles. Phần nghi lễ dân hương dân hoa đã đến cho với đất trời cũng như cầu nguyện cho sự an bình và cuộc tranh đấu chúng ta đang đến thắng lợi đã hoàn tất. Chúng tôi kính cảm ơn. Nếu quý vị trưởng lão, tất cả quý đồng hương muốn dâng lời cầu nguyện đến đất trời, đến quê hương, có thể đến thắp hương với bàn thờ trên bàn thờ tổ quốc này. Nếu quý vị nào có thành tâm muốn thì chúng tôi cũng có thể dành đôi ba phút để cho xin quý vị vẫn giữ cái đèn quý vị đang đốt lên. Và tôi xin mời ban tổ chức bắt đầu đưa
cái phần thực phẩm và nước uống để chúng ta bắt đầu vừa tiếp tục sinh hoạt văn nghệ, vừa thưởng thức buổi cơm thanh đạm với ban tổ chức tối hôm nay. Xin quý anh chị em mang phần thực phẩm ra. Sau phần nghi lễ dân hương sẽ có phần đóng góp của ban nhạc. Xin mời ban nhạc chuẩn bị. Trong thời gian ban nhạc chuẩn bị để cống góp vui trong hôm nay, chúng tôi mời ban ẩm thực chuẩn bị phần thức ăn, nước uống để mời đãi tất cả quý quan khách để đến với Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam tối hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta có thể ăn tại chỗ. Đồng hương của chúng ta nhiều khi không có đủ món ăn, chứ đừng có nói là có món ăn để được ăn tại chỗ. Cho nên quý vị có thể tắt nến hoặc là giữ ngọn nến kế bên quý vị để có một cái hơi ấm mà chúng ta có thể ăn buổi tối với nhau. Ladies and gentlemen, you can keep the candle lit and the member will serve the food right at your seat. And while you enjoy your very simple dinner that we provide, the entertainment group will continue on to entertaining you. I would like to ask all the VIP guests, maybe you would like to have some speech to the crowd tonight. You are welcome, and we welcome you to do that. Xin quý vị trong cộng đồng, các nhà lãnh đạo cộng đồng, nếu quý vị có muốn có lời phát biểu, xin báo cho ban tổ chức và chúng tôi rất là hoan nghênh sự phát biểu xây dựng và ngắn gọn của quý vị. Xin báo cho chúng tôi biết. Why everybody else enjoy the dinner? I would like to ask our VIP dignitary guest to have some word to the crowd. So that means I will interrupt your dinner. All right, I would like to ask Princess Maria Moore. Had been dedicated by all the international guests to be have a common speech to all of them. Yeah. So Princess Maria Moore Torres,
I would like to invite you on the stage. Dạ quý, chúng tôi muốn giới thiệu đến tất cả quý vị mở đầu cho phần đóng góp đại diện cho tất cả quý vị đặc khách ngoại quốc chúng ta. Công chúa Maria Almo Torres sẽ đại diện cho tất cả các vị khách quý có phần phát biểu cảm xúc của các vị đó cũng như cá nhân của công chúa trong cái công cuộc tranh đấu mà Liên hiệp Hội đồng Quốc dân Việt Nam đang nỗ lực để vận động đồng bào. Xin mời quý vị cho tràng pháo tay đặc biệt cho công chúa Maria Almo Torres. So it looks like I'm taking over the program now. Thank you very much, gentlemen. You've done really good tonight. All right. So first, I'd like to ask my friend Hector Sarinana to please accompany me here and kindly bring the awards here on stage. All right. So please enjoy your dinner. Okay, do not let me interrupt your dinner. I will just be speaking here on stage. Anyways, we're family, right? Okay. Brother Tony told me to speak for 30 minutes, but I won't do that. I don't want to scare everybody. I'm not speaking for 30 minutes. So I'd like to, again, start my speech with Xin Chào. Xin Chào, everyone. Next word you will teach me is how to say I love you. Right? I know already hello and thank you, but I don't know how to say I love you. How? What is I love you? Our dear beautiful singer here, what is I love you? Oh, that's very long. All right, so I already acknowledged the International American University. Again, thank you if they're still here. What an honor. Now, today, when we came in, you will be standing for a while there before we award it. We can just put that on the table. So again, I was saying today, as we came in, some people approached me. And they gave me feedback, particularly of what I said last night. Some of you have gave me some praises. Thank you so much. I really appreciate that. But you know, I always say this. I'm really not an eloquent speaker. Last night I spoke because something was coming from my heart. I could only speak like that because it comes from the heart directly. And I was motivated to speak because I'm speaking about my brother Tony. I'm speaking about his belief in human rights because he's fighting for all of you. And so when I meet people like that, I'm always motivated to speak. And I don't need any rehearsals or prepared speech. However, I have my keywords here. Today, I received another wisdom from somebody from you. It's very funny because every day I learn something new. And I learned from him yesterday and the other day, and I learned from him again today. And he's speaking again in behalf of all of you here. Professor, I will speak your words earlier today. You said that everything, every big goals in life cannot be achieved by working by yourself alone. Right? So it's like saying no man is an island, which is true. I do agree with you. So let's give him a big round of applause because he really deserves it. And I will explain to you why. See, as you already know my background and the background of Mr. Tony Nguyen, no matter how hard I try,
No matter how Tony works so hard, if we just work by ourselves, we will not achieve anything. I'm already offering my hands to you. I said that I will help the Vietnamese community starting next year for the We Care for Humanity Village. But I cannot do it alone. Tony cannot do it alone. We need you. We need you to take our hands, hold us, and let us know everything will be all right. Today, another miracle happened. And as I was listening to this person, I couldn't believe what I was hearing. Someone, the first act of humanitarianism towards the Project for Belize happened today. You know what it is? Someone told me, Maria, I have my life insurance. I was giving it to my daughter, but she told me, Daddy, thank you, but I don't need it. And so he decided to give it to our project, the We Care for Humanity Village. We will use it to build homes in Belize so we can resettle the Vietnamese community in Belize. And I will call this person in a minute. But can you believe it? Right now I'm like overwhelmed. I expressed my emotion and I couldn't help myself from crying. This is what I'm saying, holding our hands. This is what I'm saying. This is humanitarianism. This is all about humanity. Very selfless act of humanitarianism. Imagine giving your life's insurance, the insurance for your family, for your retirement. You will give for the sake of other people. Where can you see something like this? So I would like to call to give us a little introduction of himself. Mr. Vo Van Thang. Mr. Thang Vo, please come on stage and he will do a presentation of his donation to We Care for Humanity Village. Let's give him a round of applause. I know you can't, you're eating, but this man deserves all the accolades right now. How selfless this man is to think about others first. Sir, thank you so much. I have so much respect for you right now. I mean, very respectable. Look, this is, would you like me to read or would you like to speak? Please. Yeah, you read for me, please. He would like to read it for me. He would like me to read it for him. So it says here, this is his, the insurer certification from the insurance company, from USAA. It says Mr. Richard Vo and his address, reference, life insurance information. Thank you, Mr. Vo. Thank you for trusting USAA Life Insurance Company with your life insurance needs. The information requested below. This is a coverage of $100,000. My God, it's unbelievable. Unbelievable. And it's coming from your community, so I'm very, very grateful. Thank you. Sir, say something. Please. Kính thưa quý vị. Tôi cũng như mọi người ở đây, sự dành để của tôi là 100.000 đô la tiền life insurance. Mà tôi được may mắn là con cháu tôi nó nói rằng nó cho nó đã đủ rồi. Thôi bây giờ bố muốn làm việc gì đó là quyền của bố. Thì tôi nghĩ cuộc đời mình không còn bao nhiêu lâu nữa. Phục vụ cho tha nhân, phục vụ cho những người kém may mắn hơn chúng ta để làm cái gì, để giúp một bàn tay với công chúa Maria Anna Torres để chúng ta hy vọng xây dựng một căn nhà
trên một thế giới cho những người, nhất là đặc biệt cho những người Việt Nam của chúng ta ở tại Cao Miên bị Campuchia đuổi về, nhưng Việt Nam không nhận. Hy vọng đây là một thiên đường để cho những người đó có nơi sinh sống. Và tôi chỉ góp bàn tay nhỏ nhỏ trong cái việc yểm trợ trong chương trình hôm nay. Kính chào quý vị. And later you will have a photo with us, with the dignitaries, where we will call them. Thank you so much, sir. You know, Mr. Vo is not the only one helping Tony and I. Tony and I have a plan. We already figured it out what to do. While he is working to fight for your freedom, to fight for your human rights, I told him, brother, let me lift some of your burden. Let me take care of fighting for poverty and fighting for education, fighting for better environment for the Vietnamese community. So next year, while he will pursue the political aspirations of the Vietnamese National Union Council, together with them, we will take care of the families that need help, the Vietnamese families that need help around the world. So we ask that you hold our hands. I also want to acknowledge Dr. Van Tram. I know, please, of Blinks Pay, we will be working with them. We will call you later, Dr. Van, on stage. And of course, Public Bell, we want to give coverage, internet and Wi-Fi all over the world. Even the far-flung areas, the most important places where we should really give this kind of service, internet service, because the key, the tool to have better education is to have that Wi-Fi, internet. As we all know, we are going digital. This is the digital world, the digital earth. So, Mr. Newt Nguyen, he's the one in charge of that. We'll be working with you also next year. The American Heritage College to give better education for the Vietnamese community. I already mentioned the Blinks Pay to have a better way of giving donations to those in need, to manage your financial situations. That's Blinks Pay. Okay, all of a sudden I have a background music. Wow. Now, Tony, brother Tony, you know we are here specifically to support you, and we want to tell you, you're not alone. Do not give up. Look around you, Tony. Look at the people supporting you all this time. Why? I dare anyone here who can tell me who's working harder than Tony. If you can show me anybody who's working harder than him to fight for the freedom of Vietnamese people, please introduce me to him. That is why we're here. And we will not leave you alone. And that is why in 2013, the first Global Officials of Dignity Awards, held here at the Hollywood Emmys, we have given you an award as Dignitary Man of Asia. And today, we want to re-award you that honor, because we believe you are forever a dignitary man of Asia and the world. May I call on Her Excellency Rosalia Arteaga, His Excellency Hilraj Regmi, Venerable Master, Professor, Dr. Van, Mr. Van,
to please help me award this Global Officials of Dignity Awards medals and plaque. Hector, can I get the plaque first? Princess, yes. Come on. You asked the question. I'm giving you the answer. This man. Oh, this yes. man, you have to speak with him. You tell me. We will give him also an award. Her Excellency Rosalia Ortega and His Excellency Kilraj Regmi were co-chairman of the 5th Global Officials of Dignity Awards. That's this year. Congratulations. So stay for photo op. We'd like to call Mr. Van Vo, the one who donated his life insurance to us. Please join us for photo op. Yeah, he's coming. Yes, this is the first time I'm hearing someone's donating life insurance. It's very interesting, but I mean, this is so amazing. It's a one good way of the donation, form of donation, but it's very, very honorable. Thank you. Please, right here. I will just add something to what I said earlier. I know all of you here are working very hard for your country, because if not, you won't be coming from different parts of the world and different parts of the United States just to be here on this occasion. I particularly mentioned Brother Tony because, you know, we've been working for a long time, for a decade now. And I saw how much he worked. And I know in your own terms, you're working very hard. And that's what Professor told me, Venerable Master, and your group also are doing the same. So I please accept my deepest respect to all of you. So I will give the microphone to Brother Van again. Thank you so much. Thank you, Princess Maria Alma Torres. Vừa rồi là những lời phát biểu cảm xúc, cảm tưởng của công chúa Maria trong việc mà sự cống hiến của tất cả những vị thành lập, vận động trong công việc tranh đấu cho nhân quyền thế giới. Và sau đây chúng tôi kính mời ban nhạc trở lại với sân khấu để đóng góp giúp vui cho đồng hương, đồng bào chúng ta nghe những bản nhạc đấu tranh, trong khi quý đồng hương đang có một chút giải lao cũng như là nước uống, thức ăn được mang đến cho tất cả từng hàng ghế. Xin mời tất cả các anh cung cấp những phần thức ăn và thức uống cho quý quan khách chúng ta, và mời ban nhạc trở lại với sân khấu. Kính thưa, trong khi chúng ta chờ đợi ban nhạc chuẩn bị và lên sân khấu, thưa quý vị có biết rằng các vị khách của chúng ta như Princess Maria Moore, có nhiều người khách ngoại quốc, họ không có một cái liên hệ gì đối với Việt Nam cả. Ông Dennis Catron, Princess Maria Moore, Hector, Tom Latouris, họ hoàn toàn không có một cái liên hệ tới Việt Nam cả. Và tôi thấy họ dành thì giờ cho đất nước và con người Việt Nam còn nhiều hơn nhiều người Việt Nam chúng ta nữa. Có lần cô Maria Moore hỏi tôi, tao không phải là người Việt Nam, tôi không phải là người Việt Nam. Cô nói, brother, tôi không phải là người Việt Nam.
tôi làm vậy có kỳ không? Nhưng mà cái trái tim tôi muốn tôi phải làm như thế này. Tôi ngạn, tôi không biết phải nói sao cả. Tại vì mình còn chưa làm bằng cổ nữa. Cổ trăn trở, cổ muốn vào Việt Nam để mà đưa tiếng nói và cái quyền lợi của người dân Việt Nam không bằng lòng. Quý vị có biết rằng là cổ ngồi khóc khi chính quyền Việt Nam, tòa đại sứ của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc yêu cầu cấm cô ta bước vào Liên Hợp Quốc. Tòa đại sứ Việt Nam cấm tôi không được vào tòa Liên Hợp Quốc. Tòa đại sứ Việt Nam yêu cầu Liên Hợp Quốc cấm anh Chánh không được vào Liên Hợp Quốc. Gửi văn thư một cách rất là kịch cỡm, là tại vì chính tôi là người đóng thuế để xây dựng, tôi là công nhân Hoa Kỳ, tôi đóng 60% để xây dựng cái tòa nhà Liên Hợp Quốc, mà trong khi cái đại sứ thường trực của Việt Nam Cộng sản không đóng một cái xí nào cả, một phần rất nhỏ, gần như là không có gì cả, yêu cầu là không cho một công nhân Hoa Kỳ bước vào cái trụ sở của Liên Hợp Quốc. Vì cái chúng tôi vào để mà đưa lên tiếng nói và đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Cô Maria Moore có những cổ ngồi khóc, cổ không biết phải làm thế nào cả. Nhưng mà gặp tất cả những khó khăn đó thì cuối cùng những người bạn vẫn có mặt lại. Hồi hôm quý vị vẫn thấy họ vẫn đeo đuổi, họ vẫn yểm trợ cho cái cuộc đấu tranh tự do dân chủ của Việt Nam. Thành ra ladies and gentlemen, I just tell my Vietnamese friend and brother and sister here how devoted you are to help us. Maria Moore helped me, Dennis Carlton helped us, all member of former official in the government helping us, and you are not Vietnamese and you care about Vietnam. And I asked my brother and sister in Vietnamese, if they are not Vietnamese, they care about Vietnam. What should we do if we are Vietnamese? We have to devote and care more than that, more than they, the degree they are care for Vietnam. I don't know how to say that. So, kính thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay để cảm ơn những người bạn đã không bỏ cuộc, như là the former president of Republic of Ecuador. She said, let not just dream big and never give up. Am I correct, madam? Bà nói rằng đừng có chỉ mơ ước, phải mơ ước thật lớn và đừng bao giờ bỏ cuộc hết. Và tôi nghĩ lý do đó mà bà là vị tổng thống phái nữ đầu tiên của Cộng hòa Ecuador. Và that's the reason she the first female president of Republic of Ecuador. Because she not just dream, she dream big and she never give up her dream. That's the lesson we have.